rồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Hợp Team Trẻ Châu để tham gia một thử thách, đó chính là vòng quay đùi gà. Yeah, nhìn là ai biết được ăn đùi gà rồi. Vòng quay đùi gà, tất nhiên là ai cũng được ăn đùi gà rồi. Tê, đùi gà đây này. Ok chị, em ăn trước. Từ. Mày đúng là thằng tham ăn, tao ăn thứ hai. Chưa ai được ăn hết. Chị sẽ phổ biến luật chơi như sau. Chị đã chuẩn bị một vòng quay ở trên bàn này rồi, bao gồm các loại nước chấm mà mình sẽ chấm cùng với lại đùi gà. Wow. Và có nước chấm đúng nguyên bản, đó là tương ớt này, tương cà này. Đó, ai thích ăn cay thì chấm tương ớt, còn không ăn được cay thì chấm tương cà. Nhưng mà ngoài ra còn có cả nước bóng này, có cả những cái đồ ăn mà mình chưa kết hợp bao giờ, như là đùi gà cộng với lại sữa chua. Thảo, lấy thêm đồ lên cho chị giới thiệu. Vẫn còn đồ hả chị ăn? Vẫn còn chứ, vòng quay là một cả một bàn đấy mà. Rồi, trước mắt là đùi gà mình sẽ bỏ một bên á. Ôi dồi ôi, mắm tôm. Đấy nhá, ai thích ăn mặn thì chấm nước mắm, ai thích ăn khấm thì chấm mắm tôm, ai thích ăn chua thì chấm sữa chua, ai thích ăn ngọt thì chấm sữa ống thọ. Ây, mình đã chuẩn bị một cái vòng quay vô cùng là trở về tuổi thơ. Đấy, mấy cái đứa này không biết nó có tuổi thơ không, nhưng mà hồi xưa ấy, tuổi thơ mình đã dùng cái vòng quay này để quay này. Đây, mình quay thử cho các bạn xem. Đây. Đó, quay tít mù luôn. Hệ mắm tôm. Vào như thế này là mình sẽ phải chấm đùi gà với mắm tôm các bạn nhá. Bắt đầu là Thương nào, Thương quay đi. Thương. Mắm tôm. Thương sẽ chấm đùi gà với sữa ống thọ nha. Mình không biết được ăn đùi gà chấm sữa ống thọ như thế nào đây. Đến lượt Thanh. mắm tôm chỉ chấm sữa ngọt là thế nào tôm? Để đi em. Đồng đen mắm tôm. Được hết. May quá, và tương cà cũng được rồi các bạn ạ. Suýt nữa thì vào mắm này. Rồi, Thảo đi em cho đứng dậy quay. Mắm tôm. Được rồi. Thôi Toan rồi, chọn đùi tua, chấm với sữa ông thua. Nhà chị cũng thế. Các bạn ơi, bọn mình đổ sữa ông thua ra nha. Yeah. Còn mình là tương cà gì? Anh Lâm mở lắm đâu? Ừ nhờ, vui quá quên mất. Tương cà mà nó vui như mở hội này. Phụt nhiều cho em chấm mứt, em cũng vào tương cà. Ok. Ok. Các bạn ơi, ba đứa mình đều quay vào sữa ống thọ nhá. Đây, ba đứa chấm chung một đĩa. Ai? Thế. Dạ, thử đã. Ngọt ngọt thế. Còn bọn mình đi chấm tương cà. Hè chấm cái nào ơi. Ok. Không ai nhưng mà còn ngọt ngon các bạn ạ. Ở bên mình ngọt lắm, nhờ chấm đi. Cái này mà thay bằng phô mai thì mới ngon. Ngọt. Ăn đùi gà mình cứ tưởng ăn bánh mì, ngọt hết cả người. Rồi, vòng tiếp theo. Từ Thảo đi. Ok. Nước mắm. Thảo đi chấm nước mắm. Ngon, Thảo ngon. Lấn mì. Tường ớt. Bây giờ lấy cái gì ạ? Em nói quá kệ. Để em này. Nước mắm tiếp.
mắm tôm. Tôm ơi. Hệ mắm tôm, hệ mắm tôm, hệ mắm tôm, tôm tôm hệ mắm. Là chua. Mình có thích ăn chua đâu. Hệ mắm tôm, hệ mắm tôm, mắm tôm, 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 tôm. Chấm đi cho nó cũng. Nè, chấm bánh mì rồi. Các bạn ơi, vòng này không ai được vào cái nước chấm ngon cả. Chưa luôn. Hậu ơi, đừng rồi, đừng rồi. Mùi thơm quyến rũ. Thả ra chua chua. Đùi gà chua lắm các bạn ạ. Của em là ngon nhất. Wow. Tùng ơi, hai chị em mình ăn đùi chó rồi. Không phải đùi gà đâu. Không ngờ đùi gà chấm nước mắm lại ngon thế này các bạn ạ. Mặn nhờ Tùng nhờ. Vâng. Vì em thì chua lắm. Mà em thì ngọt. Còn của em thì ngon. Thảo đây nó chấm nước mắm mà nó cứ khẳng định nó ngon. Không biết nó ngon ở chỗ nào không biết nữa. Cái vòng quay đùi gà của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.